Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh của tôi, thì tôi là Còn Xanh đây. Ngày hôm nay quay trở lại với tựa game Chimera. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách kiếm đất, farm đất và chế tạo đất để trồng cây ăn quả, để chế thức ăn cũng như là trồng máu. Thì trước khi vào video rất là mong mọi người cho xin một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Let's sing a song full of hope, full of pain. Ok, thì để bắt đầu trồng cây được thì các bạn hãy vào cục Spirit, vào phần ba xe và học cho tôi cái ba xe này. Tiếp theo đến các bạn cần phải học là học cái trụ này. Cái trụ này sẽ giúp các bạn khẳng định đất của các bạn ở đấy. Và cái này nó là level đất. Nghĩa là các bạn nâng được cái này lên, level đất của bạn sẽ nâng cao. Thì cái này là các bạn dùng để mở rộng thêm ô đất của các bạn lên đấy. Còn cái súng này là giúp các bạn tưới phân, nên là các bạn không phải đi từng ô đất tưới phân, mà khi có cái súng này các bạn có thể đứng từ xa bắn, và khi bắn thì nó sẽ tưới phân. Còn cái trụ này nó sẽ giúp các bạn tưới phân tự động đấy, nó rất là tiện đấy. Và các bạn trồng cây nên chế cái trụ đấy. Còn cái súng này thì nó sẽ giúp cho mọi người thu hoạch cây, nó sẽ hút cây vào cho mọi người thu hoạch. Và tiếp theo đến việc chế tạo ô đất thì các bạn hãy đến với bàn nung này. Thì khi vào bàn nung vào cái thanh thứ ba thì nó sẽ hiện ra các nguyên liệu cần thiết để chế tạo ô đất. Các bạn có thể từ ô đất một các bạn trồng, và các bạn kiếm một cái cục xám kia, các bạn nên nâng lên ô đất hai ở đây đấy. Các bạn cần cái cục này để nâng lên ô đất hai. Thì khi nâng lên thì các bạn chế tạo lại, quay trở lại đây và chế tạo từ ô đất 1 lên ô đất 2. Đấy, cứ tiếp tục vậy từ ô đất 2 lên ô đất 3 và từ ô đất 3 lên ô đất 4. 4 lên 5, 5 lên 6 cũng là từ cái cục kia. Cái cục đấy thì các bạn kiếm bằng cách chúng ta trồng cây tương ứng với từng ô đất thì nó sẽ cho những cái cục khác nhau. Và nó cũng tùy vào cái cây các bạn trồng nữa. Cái cây cái ví dụ như kiểu ô đất 3 thì các bạn phải trồng cây tầm cây tím thì nó sẽ cho các bạn cục xanh 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 dương đấy. Rồi tiếp theo sau đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách đi kiếm đất, nghĩa là mọi người không cần phải chế, mọi người có thể đi kiếm đất ở ngoài tự nhiên được đấy. Mọi người hãy chấm vào cái nhà NPC, sau đó chúng ta hãy tiến hành quét quét trên bản đồ này, nó sẽ hiện ra cái nhà NPC như thế này. Đấy, các bạn hãy dùng pet của các bạn di chuyển đến gần nhà NPC. Thì khi mà đến gần ấy thì chúng ta có thể thấy được là ở đây nó có bình thường là có 4 ô đất, nó ở hai bên nhà. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nhìn thấy có hai cây thôi, à hai ô thôi. Thì chúng ta dùng chúng ta lại gần và chúng ta gặt cây, sau đó chúng ta hãy lấy đất nhá. Các bạn lấy thì các bạn sẽ được một ô đất 1. Từ cái ô đất 1 này thì chúng ta có thể nâng trồng cây và kiếm cái cục xám và nâng lên ô đất 2. Đấy. Đối với những cái nhà NPC nó to như thế này thì thường thường sẽ có 3 ô đất, 3 4 ô đất gì đấy. Hình như là nó 4 ô đất một nhà NPC thì phải. Các bạn một ngày các bạn đi kiếm tầm 6 7 8 9 nhà NPC là các bạn tha hồ đất mà trồng cây nhá. Chứ ngày trước tôi chơi cái thời chưa có nhà NPC đi farm cây xong rồi trồng cây cũng vỡ mặt rồi đấy. Rồi, đây, các bạn có thể lấy đất ở đây để các bạn trồng cây. Đầu tiên là các bạn cứ lấy cho tôi cái ô đất 1 này đã. Thì từ ô đất 1 chúng ta mới có thể nâng lên được. Thì sau đây tôi sẽ nâng thử cho mọi người xem. Thì các bạn khi các bạn mà có những cái ô đất 1 đấy thì các bạn lưu ý là các bạn phải đặt đặt cái trụ ấy nha, cái trụ đây là cái trụ này này, để các bạn đặt đất xung quanh cái trụ này để các bạn trồng cây. Tuy nhiên ở đất 1 thì các bạn nên trồng những cây như thế này thôi, vì ở đất 1 chúng ta trồng mấy cây kia nó khá lâu, vậy mất thời gian. Mà chúng ta trồng mấy cây tím thì nó sẽ bị hết phân bón và cây có thể sẽ bị chết nhanh đấy. Ok, thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta nâng nâng lên thì nó cần cái cục xám này. Cục xám này các bạn kiếm được bằng cách chúng ta trồng trồng cây ở ô đất 1. Các bạn lưu ý trồng cái cây nào nó tầm 2 giờ là nó có thể chín ấy,
thì các bạn hãy trồng nhá, thì nó sẽ thu hoạch liên tục, nghĩa là một ngày các bạn thu hoạch 7 8 9 lần thì nó sẽ nâng được ô đất rất là nhanh. Đấy. Đây thì từ ô đất 3 chúng ta có thể nâng lên được ô đất 4. Khá là không không phải đơn giản. Vất vả trồng liên tục để kiếm cái cục xanh xanh, cái cục tím tím kia đấy. Đây thì các bạn muốn nâng tiếp lên, nâng tiếp ô đất thì các bạn lại vào đây để các bạn nâng lên. Các bạn xem những cái nguyên liệu nó cần là gì. Thì nó nguyên liệu chỉ cần xoay quanh ô đất thôi. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta kiếm những cái cây nó có quả để chế máu nhá, những cái cây có thể chế được cái bình máu ấy, thì bình máu cho người, bình máu cho pet. Thì sau đây cách bốn cái cây này nó chỉ xuất hiện ở sa mạc và map băng thôi. Thì các bạn hãy tiến hành tunnel qua sa mạc. Sau khi qua sa mạc thì các bạn trước khi các bạn đi farm thì lưu ý cho các bạn là các bạn phải cộng cộng được bốn cái điểm ở cái phần gà thờ nít này nhá. Thì có bốn cái điểm này chúng ta mới farm được. Đấy. Ok, sau khi chúng ta đã cộng rồi thì chúng ta hãy đến sa mạc của chúng ta tiến hành quét. Khi chúng ta quét ra thì nó sẽ xuất hiện ở xung quanh chúng ta này. Đấy, ở sa mạc thì nó có cái cây xanh với lại cái cây vàng. Cây vàng này nó cho chế máu vàng. Còn ở bắc cực thì nó có cây máu tím và cây máu đỏ. Đấy, các bạn qua đây farm. Hoặc là các bạn lười farm thì các bạn có thể request hoặc là mua ở trên auction. Đấy, giá nó bằng tiền crow thôi. Bằng tiền bánh mì ấy. Nó không phải rẻ đâu, đắt đấy. Ok, thì sau khi các bạn đã farm được cây, các bạn trồng thì các bạn có thể chế tạo máu ở đây. Đấy, nó chế tạo máu thì nó cần những cái nguyên liệu như thế này. Nó khá là đơn giản. Đấy. Nó chỉ có cái phần chúng ta đi farm, chúng ta trồng cây đợi thôi. Đấy, các bạn chăm chỉ thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều máu. Đây, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta ghép cây nhá. Thì ghép cây thì nó sẽ có tỷ lệ ra những cái cây nó không xuất hiện ở trên bản đồ mà nó chỉ xuất hiện khi chúng ta ghép cây thôi. Đấy. Giờ các bạn vào home shop các bạn mua tôi 100 cái cây này nhá. Đấy, các bạn hãy bỏ hai cây một vào chúng ta ghép. Khi các bạn bỏ hai cây một vào ghép thì cứ hai cây nó sẽ cho các bạn một cây xanh. Đấy, một cái cây xanh như thế này. Đấy. Đấy, ok, thì từ hai cái dây cây xanh này chúng ta sẽ ghép lên được một cây tím, nó tùy vào random nhá, không nó không phải là ra chỉ cây này cây kia đâu, nghĩa là nó sẽ tùy vào random, ý là nó sẽ ra random cây nào đấy, nó có mấy cây ấy, tôi không nhớ nhưng mà có mấy cây dạng tím này. Cái cây này thì các bạn trồng thì các bạn có thể dùng để chế thức ăn cho người, chế thức ăn cho pet và chế rất nhiều loại thức ăn khác nhau, thức ăn tăng đam, thức ăn tăng máu, thức ăn tăng defit nha. Ok, thì tiếp theo tôi sẽ cho mọi người xem cái công dụng của hai cái súng này. Cái súng này dùng để chúng ta chế tạo xong là chúng ta sẽ dùng để chúng ta tưới phân. Đấy, tuy nhiên là để tưới phân súng thì các bạn cũng cần có phân nha. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn mọi người chế phân sau. Ok, thì chúng ta đến với phần chế phân. Thì khi chúng ta vào cái bàn nghiền này, chúng ta bỏ thứ nhất là chúng ta bỏ fiber này, đây là cái dây fiber này. Cái thứ hai là chúng ta bỏ cái lá này, cái thứ ba là da, cái thứ bốn là gỗ thì nó sẽ nghiền ra được cho các bạn phân bón. Từ cái phân bón này thì các bạn có thể bón phân vào đất và bón phân vào cây để cho cây phát triển. Tiếp theo là các bạn hãy đến với cái bàn con cú mèo này, thì các bạn bỏ nguyên liệu vào đây. Các bạn nghiền thì nó sẽ ra phân nhá. Đấy. Nguyên liệu càng xịn thì nghiền càng ra nhiều phân nhá. Nói chung phân bón này nó cũng khá là dễ kiếm thôi. Nó không khó khăn gì cả. Ok, thì trên đây là một số lưu ý cho các bạn khi các bạn muốn chế tạo đất trồng cây cũng như là chúng ta trồng máu. Cái việc trồng cây này nó khá là hữu ích. Chơi game này mà không biết trồng cây hay không trồng cây là khá là thiệt nhá. Chúng ta chơi game này chúng ta phải biết trồng cây. Đấy. Ok, thì video clip của tôi có khi là đến đây thôi. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho tôi một like và đăng ký kênh nhé, cho kênh phát triển. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo về Chimera.
Bye bye anh em.